Qua theo dõi kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, nhất là việc lựa chọn bầu ra những chức danh chủ chốt của Hội đồng Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, cử tri trên địa bàn thành phố đặt nhiều kỳ vọng vào các tân đại biểu Hội đồng Nhân dân với một nhiệm kỳ mới phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu của nhân dân. Ghi nhận của phóng viên Đà Nẵng TV tại quận Liên Chiểu. Theo dõi phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, nhiều cử tri bày tỏ sự tin tưởng vào các đại biểu Hội đồng Nhân dân khóa 10. Thì hôm nay xem cái thời sự truyền hình của cái kỳ họp đầu tiên của cái Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng á, thì chúng tôi là người dân thì chúng tôi thấy là cũng rất là tin tưởng ở cái Hội đồng Nhân dân khóa mới này, và chúng tôi kỳ vọng là cái Hội đồng Nhân dân khóa mới này sẽ là với tinh thần trách nhiệm cao để đưa hết sức mình để lãnh đạo thành phố, là chúng tôi rất là kỳ vọng để thành phố như vậy là sẽ đầu tư và phát triển những cái dự án thiết thực đối với an sinh xã hội để cho người dân là như vậy là phấn khởi. Là địa bàn tập trung đông dân cư, nhất là người lao động ngoại tỉnh, đời sống người dân chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Nền an sinh xã hội là vấn đề được các cử tri quận Liên Chiểu quan tâm. Và năm nay thì với cái đội ngũ là cán bộ, các đại biểu đã trúng cử đợt này thì chúng tôi cũng rất là yên tâm. Là bởi vì các đại biểu này thì vừa có trình độ, có năng lực, vừa có kinh nghiệm. Thì với cái nguyện vọng của người dân thì trong cái đợt tình hình dịch bệnh thì chúng ta tiếp tục thực hiện các cái công tác phòng chống dịch. Rồi cái công tác tiêm phòng vừa phòng chống dịch nhưng mà vẫn có cái quyết sách là phát triển kinh tế đi đôi với phòng chống dịch.